Hào quang đi đôi với khắc nghiệt có lẽ là tính từ chính xác nhất dành cho nền điện ảnh Hollywood. Dẫu vậy, Hollywood vẫn là đích đến của các diễn viên trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Nhưng liệu bạn có biết đã có những nghệ sĩ Việt nào xuất hiện trong bom tấn điện ảnh Hollywood? Còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng khám phá những tên tuổi đình đám này nhé! Let's go! Diễn viên Hồng Châu có lẽ là gương mặt gốc Việt xuất hiện nhiều nhất trong các bom tấn Hollywood gần đây. Với các tác phẩm như Downsizing, The Well, The Menu, cô đã vô cùng xuất sắc khi nhận được hàng loạt các đề cử giải thưởng danh giá, trong đó có giải Oscar, giải nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh và giải điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh Quốc. Hồng Châu sinh năm 1979 trong gia đình người Việt Nam, hiện định cư tại Mỹ. Thời gian đầu sang xứ cờ hoa, gia đình cô đã rất chật vật để xây dựng cuộc sống và lo ăn học cho cô. Cho đến khi cô nhận được một khoản trợ cấp giáo dục từ chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, Hồng Châu đã nộp đơn vào Đại học Boston tại Massachusetts. Xong, cô bắt đầu chuyển hướng hoạt động nghệ thuật từ năm 2006. Ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, Hồng Châu chủ yếu nhận các vai diễn nhỏ trong các bộ phim truyền hình và đã từng xuất hiện trong series How I Met Your Mother. Chìm nổi hơn chục năm trong nền điện ảnh Mỹ, ngôi sao gốc Việt đã nắm bắt thời cơ và tham gia bộ phim Downsizing 2017 của đạo diễn Alexander Payne. Chính bộ phim này đã giúp cô nhận đề cử quả cầu vàng cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và được đánh giá cao trong mắt của giới phê bình phim ảnh. Trong Downsizing, nhân vật nhà hoạt động Việt Nam bị cụt một chân tên Ngọc Lan của cô đã đóng vai trò rất quan trọng. Cô là người đã giúp nhân vật chính Paul Safranek do Matt Damon thủ vai vượt qua cuộc khủng hoảng sau khi bị thu nhỏ kích thước cơ thể. Sau sự thành công của Downsizing, Hồng Châu là một trong những gương mặt châu Á được săn đón nhất tại Hollywood. Năm 2022, cô góp mặt trong bộ phim kinh dị The Menu của đạo diễn Mark Millett với vai phản diện. Hồng Châu trong vai Elsa là cánh tay phải đắc lực của đầu bếp ác ma Slowik, dù mang dáng vẻ dịu dàng, chuẩn mực của một nhân viên phục vụ nhà hàng cao cấp. Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén cùng hành động dứt khoát của cô là điểm nhấn giúp nhân vật Elsa trở nên khiếp đảm hơn bao giờ hết. Cũng trong năm 2022, Hồng Châu được đích thân đạo diễn Darren Aronofsky mời thử vai y tá trong The Well. Tuy nhiên, ban đầu cô đã không có ý định nhận vai diễn này vì vừa có con gái đầu lòng. Nhưng cuối cùng thì cô cũng quyết định thử sức sau khi được người đại diện thuyết phục. Trong The Well, cô đảm nhận nhân vật Liz, một y tá và là một người bạn giúp cho nhân vật chính Charlie do Brendan Fraser thủ vai, chống chọi với tình trạng sức khỏe và gắn kết mối quan hệ với cô con gái. Với màn hóa thân ấn tượng, Hồng Châu đã trở thành nữ diễn viên gốc Việt đầu tiên được xướng tên tại hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2023. Trong suốt chặng đường làm nghề, Hồng Châu từng khẳng định cô luôn có một niềm say mê kỳ lạ đối với các vai diễn khó định hình. Ở độ tuổi 44, sự nghiệp của nữ diễn viên đã thực sự nở rộ và có cơ hội phát triển hơn nữa trong tương lai. Hiện tại, đã có thông tin Hồng Châu được chọn vào dự án End cùng với những cái tên đình đám của Hollywood như Emma Stone, Jesse Plemons. Vậy nên, hãy cùng chờ đợi tác phẩm mới nhất của nữ nghệ sĩ gốc Việt này nhé! Một trong những gương mặt Việt được các đạo diễn Hollywood tin tưởng nhất phải nói tới Ngô Thành Vân. Với diễn xuất thực lực, thể hình săn chắc và khả năng thoại tiếng Anh mượt mà, cô thường đảm nhận các vai diễn hành động trong các bộ phim bom tấn. Nữ diễn viên sinh năm 1979 còn được biết đến với nghệ danh Veronica Ngô khi hoạt động tại quốc tế. Song, thực chất cô là người gốc tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Ngô Thanh Vân là con út trong một gia đình có ba anh em. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô đã sang Na Uy cùng với mẹ và định cư tại đây. Tuy nhiên, hiện tại, Ngô Thanh Vân đã quay trở lại Việt Nam và cống hiến hết mình cho nghệ thuật nước nhà với một số các tác phẩm như Ngày Này Ngày Nay, Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn. Nhưng khối lượng các tác phẩm Hollywood của cô còn đồ sộ hơn thế. Đặc biệt, năm 2017, bom tấn Star Wars The Last Jedi đã có sự góp mặt của Ngô Thanh Vân. Cô đảm nhận vai nữ phi công Paige Tico của quân kháng chiến, có sứ mệnh quan trọng là điều khiển phi thuyền để thả bom xuống tàu của tổ chức thứ nhất. Khi được lựa chọn cho vai diễn, Ngô Thanh Vân thừa nhận cô không quan tâm tới thời lượng xuất hiện trong phim. Cô mong muốn mang tới khán giả quốc tế hình ảnh người Việt và khả năng diễn xuất không hề tầm thường của những nghệ sĩ xuất phát từ mảnh đất hình chữ S. Cũng trong năm 2017, Ngô Thanh Vân đã tham gia bộ phim Bright cùng với nam tài tử Will Smith. Cô để lại ấn tượng mạnh với khán giả thông qua những màn đánh đấm, bắn súng đỉnh cao của nữ sát thủ với tạo hình cực bắt mắt. Đến năm 2020, nữ diễn viên đã có màn thể hiện xuất sắc trong tác phẩm hành động viễn tưởng The Old Guard. Bộ phim có sự góp mặt của huyền thoại Charlize Theron trong vai chính, xoay quanh câu chuyện về một nhóm những chiến binh bất tử phải tìm cách sinh tồn trong thế giới hiện đại. Ngô Thanh Vân đóng vai Quỳnh là một tri kỷ của thủ lĩnh Andromache. Nhân vật của cô yêu cầu khả năng đánh đấm rất khắt khe, cùng với đó là nét diễn nội tâm nhiều tầng ý nghĩa. Với cái kết mở, nhân vật Quỳnh hứa hẹn sẽ xuất hiện trong phần tiếp theo của bộ phim. Năm 2022, nữ diễn viên đã tham gia dự án The Princess do ông lớn 20th Century Studio đầu tư sản xuất.
Trong phim, nhân vật Linh của cô là một chiến binh gốc Á, đồng thời là cộng sự thân thiết của nhân vật chính. Từ đây, Ngô Thanh Vân đã có cơ hội thể hiện khả năng võ thuật, điệu nghệ của mình. Và trong năm 2023 vừa qua, cái tên của đàn nữ số 1 tại Việt Nam lại tiếp tục được đạo diễn Gareth Edwards lựa chọn cho tác phẩm lấy đề tài về chiến tranh AI The Creator. Bộ phim có bối cảnh ở nhiều quốc gia châu Á. Vì vậy, nhân vật chiến binh Kami của Ngô Thanh Vân đã có nhiều cảnh song ngữ, tiếng Anh và tiếng Việt. Chính Ngô Thanh Vân là người đã trực tiếp đàm phán với đạo diễn Gareth Edwards để có thoại tiếng Việt trong phim. Cô chia sẻ, sau khi có được sự chấp nhận từ phía đạo diễn, cô đã tự biên tập những câu thoại tiếng Việt trong phim. Gareth Edwards luôn tôn trọng sáng tạo của diễn viên và cho phép họ thoải mái thể hiện vai trong phạm vi nhân vật. Có thể thấy, với tính cách khẳng khái, mạnh mẽ, Ngô Thanh Vân là một trong những diễn viên luôn cố gắng đem bản sắc dân tộc vào những vai diễn trong bom tấn Hollywood. Cô là người truyền cảm hứng và cũng là một huyền thoại diễn xuất mỗi khi ta nhắc tới hai từ đả nữ. Nếu như bạn là một người đam mê các bộ phim tình cảm tuổi teen hay dòng phim chick flick, thì ắt hẳn các bạn đã biết tới To All The Boys I Have Loved Before. Bởi nữ chính của bộ phim không chỉ xuất sắc về mặt diễn xuất, mà Lana Condor còn thực chất là một người gốc Việt vô cùng tài năng. Lana Condor có tên tiếng Việt là Trần Đồng Lan, và năm 1997 cô đã được sinh ra ở Cần Thơ, Việt Nam. Sau đó, Lana được nhận nuôi bởi cha mẹ là người Mỹ và lớn lên ở Chicago, Illinois. Từ năm 15 tuổi, cô đã định cư ở Santa Monica, California cùng gia đình. Cha nuôi của cô là một nhà báo được đề cử giải Pulitzer 2 lần và là cựu phó chủ tịch của Yahoo Sports. Điều này đã góp phần giúp Lana có cơ hội tiếp cận với văn hóa đại chúng từ khi còn tấm bé. Tuy nhiên, trong phần lớn khoảng thời gian thơ ấu, Lana đã thử sức với các bộ môn như nhảy múa và âm nhạc. Đến năm 2016, Lana Condor lần đầu thử sức với diễn xuất khi xuất hiện trong tác phẩm X-Men Apocalypse, đảm nhận vai diễn Jubilee, dị nhân có khả năng tạo ra các vụ nổ hổ quang điện. Với tạo hình tươi sáng và nét diễn cực kỳ tự nhiên và dễ thương, nhân vật Jubilee của cô như được bước ra từ những trang truyện comics nổi tiếng. Cho tới năm 2019, Lana tiếp tục gây ấn tượng với tác phẩm Alita Battle Angel. Trong phim, nữ diễn viên đã thủ vai Koyomi Kay, người đã giúp đỡ nữ chính Alita thích nghi với cuộc sống. Tác phẩm của đạo diễn Robert Rodriguez đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả bởi một thế giới giả tưởng hoành tráng cùng các diễn biến gay cấn. Tính đến thời điểm hiện tại, sau khi series To All The Boys kết thúc vào năm 2021, Lana Condor mới chỉ tham gia vào miniseries hài đen mang tên Boo Bitch với vai nữ chính mang tên Erica Vu. Tuy nhiên, khán giả cũng không mấy mặn mà với tác phẩm mới nhất của cô dù được Netflix đầu tư bài bản. Có lẽ các vai diễn nữ sinh ngọt ngào, hài hước đã không còn quá phù hợp với Lana Condor. Vào thập niên 2000, Johnny Chí Nguyễn là cái tên cực hot được săn đón bởi các nhà làm phim Hollywood khi anh liên tục xuất hiện trong các bộ phim hành động của Mỹ với cương vị là người đóng thế hay cascader. Trong đó có siêu phẩm Spider-Man 1 và Spider-Man 2 của đạo diễn Sam Raimi. Johnny Chí Nguyễn chia sẻ rằng trong quá trình tham gia casting cho bộ phim, anh nhận thấy mình có lợi thế về mặt thể hình hơn tất cả và đã vô cùng tự tin nhận được vị trí cascader. Anh cũng là người Việt đầu tiên xuất hiện trong poster phim siêu anh hùng. Với bộ đồ người nhện huyền thoại, khán giả đã không thể nhận ra anh cho tới khi Johnny Chí Nguyễn lên tiếng xác nhận sự kiện đặc biệt ý nghĩa này của anh. Trước đó, anh đã có bước tiến đầu tiên vào con đường đóng thế khi Johnny Chí Nguyễn chính là người đóng thế cho loạt phim Mortal Kombat, Conquest và sau đó là liên tiếp các tác phẩm như Ella Enchanted, Starship Troopers 2, Hero of the Federation, Jarhead hay The Perfect Slip. Lật ngược lại tiểu sử, ta được biết nam diễn viên sinh năm 1974 có tên thật là Nguyễn Chánh Minh Chí, sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ học. Từ nhỏ, Johnny Chí Nguyễn đã học và nghiên cứu khá nhiều loại võ, đặc biệt là Wushu. Năm 1988, sau khi đã định cư ở Mỹ được 7 năm, anh đã đoạt được một huy chương vàng tại giải vô địch Pan American Wushu kỳ 2 tại Toronto. Dù có xuất phát điểm là diễn viên đóng thế, nhưng Johnny Chí Nguyễn cũng có không ít lần xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh quốc tế với vai trò diễn viên. Gần đây nhất là tác phẩm The Continental from the World of John Wick, tiền truyện của bom tấn sát thủ John Wick. Trước đó vào năm 2005, bộ phim The Protector của Thái Lan do siêu sao võ thuật Tony Jaa đóng vai chính cũng có sự xuất hiện của Johnny Chí Nguyễn trong vai nhân vật phản diện vô cùng đáng gờm. Anh chia sẻ, năm đó đã có một người bạn của anh thuộc đoàn làm phim Thái Lan đã mời anh đến casting cho bộ phim và với khả năng võ thuật thiên bẩm, Johnny Chí Nguyễn đã được lựa chọn và có thời lượng xuất hiện dày đặc trong bộ phim. Các phân cảnh combat của anh phải nói là vô cùng hoành tráng và chân thực, đem lại sự phát triển ngoạn mục cho anh trong cương vị diễn viên.
Có lẽ đây là gương mặt gốc Việt mà chúng ta không thể ngờ đến. Ali Wong, nữ chính trong tác phẩm Beef nổi tiếng của nhà A24, thực chất là một người Mỹ gốc Việt. Cô sinh năm 1982 và có mẹ là người Huế, cha là người Hoa. Tuy được sinh ra tại Mỹ, nhưng Ali Wong đã đăng ký học ngành nghiên cứu người Mỹ gốc Á tại Đại học California và đã du học tại Hà Nội, Việt Nam. Được nuôi dạy trong môi trường thuần Á, Ali Wong đã tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc và sau đó dành toàn bộ thời gian tại Việt Nam để hoàn thành tiếp chương trình đại học Fulbright. Cho tới năm 2005, cô mới quay trở lại Mỹ để theo đuổi đam mê là diễn viên hài độc thoại. Dù khá chật vật trong quá trình khẳng định tên tuổi, nhưng cô nàng không chỉ sở hữu tính cách hài hước mà còn là một người trí tuệ kiệt xuất. Từ đó, các show diễn của cô ngày một nổi tiếng. Nâng cấp từ đam mê cho tới sự nghiệp, năm 2016, Netflix đã phát hành chương trình Baby Cobra của Ali Wong. Với thế mạnh là hài độc thoại, cô nàng đã có những phút giây chọc cười khán giả vô cùng sảng khoái, thậm chí lăn xả bò trườn trên sân khấu dù đang mang bầu khá lớn. Tất nhiên, gia đình Ali vẫn mẹ tròn con vuông nha. Và một năm sau, khi đang mang thai bé gái thứ hai ở tháng thứ 7, cô tiếp tục lên sàn ghi hình cho tác phẩm Hard Knock Wife của Netflix. Với châm ngôn không lạm dụng hài kịch để bàn về chính trị như nhiều diễn viên khác, Ali thường chia sẻ các câu chuyện chân thực trong quá trình làm con, làm vợ và làm mẹ. Từ đó, khán giả luôn cảm nhận được sự đồng điệu đến mức tếu táo với Ali Wong. Tuy nhiên, sự nghiệp của Ali không chỉ dừng lại ở lĩnh vực hài độc thoại. Cô còn là biên kịch của series Fresh Off the Boat, trực tiếp viết nên câu chuyện về cuộc sống của những gia đình châu Á nhập cư tại Mỹ. Đến năm 2019, Ali Wong còn đảm nhận trọng trách sản xuất, viết kịch bản và đóng chính trong bộ phim điện ảnh hài hước Always Be My Maybe. Nhưng chỉ khi đến với Beef, bộ phim giải tập ăn khách nhất nhì của Netflix vào năm 2023, diễn xuất của Ali Wong mới thực sự được nhìn nhận và đánh giá cao bởi giới phê bình phim ảnh. Xuyên suốt 10 tập phim, nhân vật Amy Lau do Ali Wong thủ vai đã mang tới muôn vàn cung bậc cảm xúc cho khán giả. Ali đem lên màn ảnh sự chuyển biến tâm lý của những người phụ nữ gốc Á nhập cư khi chịu nhiều áp lực và định kiến xã hội. Nhưng không phải nhu mì, cam chịu cuộc sống bất ổn, nhân vật của cô chứa trong mình những quả bom nổ chậm vô cùng ghê gớm. Bộ phim Beef cũng có sự góp mặt bất ngờ của nghệ sĩ Hồng Đào trong vai mẹ của nữ chính Amy Lau với các phân cảnh gia đình. Có thể thấy, tác phẩm của nhà A24 không chỉ đánh dấu cho bước chuyển mình trong diễn xuất của Ali Wong mà còn phản ánh những vấn đề liên quan đến thực tế đời sống người dân gốc Á nhập cư tại Mỹ và các khía cạnh mà phụ nữ châu Á phải trải qua ở xứ người. Và vừa rồi là một số những diễn viên gốc Việt đã xuất hiện trong siêu phẩm Hollywood. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều những cái tên danh giá khác. Vậy các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird, out.